Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OSS Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Khủng long ăn cỏ là tên gọi đại diện cho những loài khủng long ăn thực vật. Nhưng trên thực tế, trước đây giới khoa học cho rằng trái đất không hề có loài thực vật nào được gọi là cỏ cho đến cuối kỷ phân trắng. Khi giới thiệu về các loài khủng long, các nhà cổ sinh vật học thường chia chúng làm hai loại là khủng long ăn thịt và khủng long ăn cỏ. Trong đó, khủng long ăn cỏ là tên gọi đại diện cho những loài khủng long ăn thực vật, chứ không phải là khủng long ăn cỏ theo nghĩa đen. Bởi trong quá khứ, giới khoa học luôn cho rằng cỏ không hề xuất hiện trên trái đất cho tới cuối kỷ phân trắng. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến các bạn một mini series về tất cả các loài khủng long ăn thực vật thuộc nhóm khủng long chân chim Ornithopod của kỷ nguyên khủng long. Lý do là vì các nhánh thì họ khác như Sauropod quá nổi tiếng rồi. Các bạn muốn mình làm thì có thể bình luận bên dưới và chúng mình sẽ cân nhắc lên video phục vụ các bạn nhé. Số 1. Erythrosaurus. Như với nhiều loài khủng long, Erythrosaurus được biết đến từ những tàn tích ít ỏi còn sót lại với những hóa thạch không đầy đủ. Răng đặc biệt của loài khủng long này cho thấy nó như một họ hàng gần gũi của Heterodontosaurus. Và giống như nhiều loài bò sát của thời kỳ kỷ Jura sớm, nó có kích thước khá nhỏ, con trưởng thành có chiều dài 1,2m và nặng chỉ 45,4kg. Và nó có thể đã tồn tại ở thời kỳ cổ đại, có sự phân chia giữa loài khủng long Ornithischian và Saurischian. Dựa trên sự xuất hiện của gà nguyên thủy trong một mẫu vật Erythrosaurus, người ta tin rằng loài này có thể bị di hình giới tính và sự khác biệt rõ rệt về kích thước và ngoại hình giữa con đực và con cái. Số 2. Achillesaurus. Achillesaurus là một chi khủng long Ornithischian sống vào giữa kỷ Jura ở khu vực ngày nay là Đông Á. Nó dài khoảng 1,2-1,7m, cao khoảng 0,6m và nặng khoảng 40kg. Xét theo cấu trúc, nó có thân hình mảnh mai, chân sau và đuôi cứng. Achillesaurus là một trong những loài khủng long đầu tiên, mặc dù vị trí chính xác của nó trên cây gia đình Ornithopod vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Nó có thể có liên quan chặt chẽ hơn với Heterodontosaurus hoặc Fabrosaurus, hoặc thậm chí nó có thể chiếm một vị trí trung gian giữa các Ornithopod thực sự và các loài chim xuất hiện sớm nhất. Đây là một họ hàng khủng long ăn cỏ bao gồm Bachycephalosaurus và Ceratopsians. Số 3. Albertaromius. Albertaromius là loài Ornithopod nhỏ nhất được phát hiện ở tỉnh Alberta của Canada. Kích thước đo được của nó chỉ khoảng 1,6m và nặng khoảng 16kg, tương đương với một con gà Tây, khiến nó trở thành một thành phần của hệ sinh thái ở thời kỳ cuối kỷ phân trắng. Albertaromius về cơ bản đóng vai trò như một món khai vị của những kẻ săn mồi có kích thước lớn hơn nhiều ở Bắc Mỹ như Albertosaurus. Có lẽ, với việc di chuyển mau lẹ, loài động vật có hai chân ăn thực vật này đã làm cho những kẻ săn mồi chính có một buổi tập luyện trước khi nuốt chửng như một cái bánh bao. Số 4. Antirrhinus. Antirrhinus là một chi khủng long chân chim Harosauridae sống vào kỷ phân trắng sớm ở Mông Cổ. Antirrhinus là loài ăn cỏ và đi bằng hai chân khi đi hoặc chạy, nhưng có lẽ trở thành một loài động vật bốn chân khi kiếm ăn trên mặt đất. Theo mô tả ban đầu, toàn bộ cơ thể có lẽ dài 8 mét từ mõm cho đến chóp đuôi. Vào năm 2010, Gregory Scott Poe ước tính chiều dài của nó là 6,5 mét, trọng lượng khoảng 1,1 tấn. Chỉ riêng hộp sọ đã dài khoảng 76cm, với miệng rộng và vòm cao đặc biệt là trên đỉnh mõm. Từ đó, loài khủng long này có tên như vậy. Antirrhinus thường được cho là có liên quan chặt chẽ đến sự chuyển tiếp giữa hai gia đình khủng long, chủ yếu là do phần gồ lên ở chóp mũi, giống như phiên bản đầu của loài khủng long mỏ vịt giống như Parasaurolophus. Nếu bạn bỏ qua đặc điểm này, thì Antirrhinus sẽ trông giống với Iguanodon. Đó là lý do vì sao hầu hết các chuyên gia nhận định nó như một loài Ornithopod Iguanodontia, chứ không phải một loài Hadrosaur thực sự. Số 5. Anabisetia. Anabisetia là một chi khủng long chân chim sống vào cuối kỷ phân trắng ở Patagonia, Nam Mỹ. Nó là một loài ăn cỏ nhỏ đi bằng hai chân, dài khoảng 2 mét. Các nhà cổ sinh vật học người Argentina Rodolfo Coria và Giorgio Orlando Calvo đã đặt tên cho Anabisetia vào năm 2002 vì những thắc mắc còn chưa giải đáp. Rất ít Ornithopods là gia đình của những con khủng long có kích thước nhỏ, di chuyển bằng hai chân, ăn thực vật và đã được phát hiện ở Nam Mỹ. Với bộ xương hoàn chỉnh, chỉ thiếu đầu, được sắp xếp lại từ 4 mẫu hóa thạch riêng biệt.
Anabisetia có quan hệ gần với những loài họ hàng ở Nam Mỹ như Gasparinosaura. Đánh giá bởi sự đa dạng của các loài theropods có kích thước lớn, ăn thịt thường xuất hiện vào cuối kỳ phân trắng ở Nam Mỹ, Anabisetia có vẻ là một con khủng long di chuyển rất nhanh và mạnh mẽ. Số 6. Atlascopcosaurus. Một trong số ít loài khủng long được đặt tên sau khi một công ty Atlascopco, một công ty ở Thụy Điển sản xuất các thiết bị khai thác mỏ hỗ trợ hữu ích cho các nhà cổ sinh vật trong lĩnh vực của họ. Atlascopcosaurus là một con khủng long chân chim có kích thước nhỏ xuất hiện từ khoảng thời gian từ đầu đến giữa kỷ phân trắng. Khoảng thời gian này mang lại sự tương đồng rõ rệt với Hypsilophodon. Khủng long của nước Úc này được phát hiện và mô tả bởi một nhóm của vợ chồng Tim và Patricia Vickerick, người chẩn đoán Atlascopcosaurus trên cơ sở những tàn tích hóa thạch nằm rải rác gần 100 mảnh xương riêng biệt, trong đó phần lớn là hàm và răng. Số 7. Kemptosaurus. Thời kỳ hoàng kim của việc khám phá khủng long kéo dài từ giữa cho đến cuối thế kỷ 19. Đó là thời kỳ hoàng kim của sự mơ hồ trong nhận định về khủng long. Kemptosaurus là một chi khủng long Ornithischian sớm nhất được phát hiện. Nó có mỏ ăn thực vật sống vào cuối kỷ Jura ở miền Tây Bắc Mỹ và có thể là ở cả châu Âu. Tên này có nghĩa là thằn lằn linh hoạt. Trong tiếng Hy Lạp thì Kemptos có nghĩa là uốn cong và Saurus có nghĩa là thằn lằn. Ở một mức độ nào đó, giống như các loài chim cánh cụt, Kemptosaurus có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và là một trong những loài động vật có kích thước trung bình. Đuôi dài, có khả năng chạy bằng hai chân khi bị giật mình hoặc bị đuổi theo bởi kẻ săn mồi, mặc dù nó gần như chỉ là ăn những loài thực vật ở trong khu vực của thú bốn chân. Gần đây, một loài Kemptosaurus được bảo quản tốt được phát hiện ở Utah đã được phân loại thành một loài mới, nhưng rất giống với loài Ornithopod Utiodon. Số 8. Cumnoria. Toàn bộ những cuốn sách được cho là viết về những loài khủng long bị phân loại nhầm là loài Iguanodon vào cuối thế kỷ 19. Cumnoria là một ví dụ điển hình khi hóa thạch kiểu Ornithopod được khai quật tại hệ tầng đất sét Cambridge ở Anh. Nó được các nhà cổ sinh vật học Oxford nhận định là một loài Iguanodon vào năm 1879, tại thời điểm mà sự đa dạng của loài Ornithopod còn chưa được biết đến. Một vài năm sau, Harry Seeley xây dựng một chi mới, Cumnoria, sau khi phát hiện được bộ xương. Nhưng quan điểm của ông đã bị lật đổ ngay sau đó bởi một nhà cổ sinh vật học khác, người đã xếp Cumnoria với Kemptosaurus. Vấn đề cuối cùng đã được giải quyết sau hơn một thế kỷ sau đó, vào năm 1998, khi Cumnoria lại một lần nữa có một chi cho riêng mình sau khi tái kiểm tra lại phần còn lại của nó. Số 9. Darwinosaurus. Darwinosaurus đã đi một chặng đường dài kể từ khi hóa thạch của nó được mô tả bởi nhà tự nhiên học nổi tiếng Richard Owen vào năm 1842. Sau khi phát hiện ra nó trên bờ biển Anh, năm 1889, loài khủng long này được chỉ định là một loài Iguanodon, và hơn một thế kỷ sau đó, vào năm 2010, nó lại được gán cho giống với chi tiết của Hypsilophodon. Cuối cùng, vào năm 2012, nhà cổ sinh vật học Gregory Scopo đã nhận định hóa thạch của loài khủng long này đủ để chứng nhận nó xứng đáng với chi và loài của riêng nó, Darwinosaurus Evolutions, mặc dù tất cả các chuyên gia của ông đều bị thuyết phục. Với cái tên riêng biệt Darwinosaurus, Gregory Scopo nói rằng ông muốn tôn vinh cả Charles Darwin và thuyết tiến hóa của ông, như được xác định là được sinh ra bởi một mối quan hệ rất đối và đan xen giữa các loài Ornithopod ở châu Âu niên đại sau này và ở Bắc Mỹ, phát triển thành những con khủng long mỏ vịt. Còn có hai loài khác cũng được đặt tên theo Darwin, đó là loài thằn lằn bay đầu tiên, Darwinopterus, và loài linh trưởng Darwinius. Số 10. Dilapparentia. Một trong những họ hàng của Iguanodon, những con khủng long này được phát hiện ở Tây Ban Nha vào năm 1958. Ban đầu chúng được gán vào chi Iguanodon bernicatensis. Dilapparentia thậm chí còn lớn hơn cả những họ hàng nổi tiếng hơn, dài khoảng 8,23m tính từ đầu cho đến đuôi và nặng khoảng 4-5 tấn. Dilapparentia được xếp riêng thành một chi vào năm 2011. Tên của nó đủ kỳ lạ, tôn vinh nhà cổ sinh vật học đã xác định hóa thạch của nó, Albert Felix de Lapparent, để việc phân loại nó sang một bên. Dilapparentia là một Ornithopod điển hình của giai đoạn đầu của kỷ phân trắng, một loài động vật có khả năng chạy bằng chân sâu của nó khi bị đe dọa bởi kẻ thù. Số 11. Rhizosaurus. Rhizosaurus nghĩa là thằn lằn cây, trong tiếng Hy Lạp thì rice nghĩa là cây sồi và saurus nghĩa là thằn lằn. Cái tên này phản ánh môi trường sống trong rừng, không phải hình dạng lá sồi mơ hồ của răng má như đôi khi được cho là một chi khủng long chân chim vào cuối kỷ Jura. Rhizosaurus là một chi khủng long chân chim điển hình bởi kích thước nhỏ, di chuyển bằng hai chân, đuôi cứng và chi trước có 5 ngón,
giống như hầu hết các loài chim kết cục. Bryosaurus có thể sống theo đàn, và con khủng long này có thể đã nuôi dưỡng con non của nó ít nhất là 1 cho đến 2 năm sau khi chúng đẻ. Bryosaurus cũng có đôi mắt to đặc biệt, khả năng cao cho rằng nó là Smithgen, thông minh hơn các loài động vật ăn cỏ khác trong giai đoạn cuối kỷ Jura. Số 12. Dasylotosaurus. Xét cho cùng, Dasylotosaurus đã cung cấp rất nhiều thông tin cho chúng ta về giai đoạn phát triển của loài khủng long. Các mẫu vật khác nhau của loài khủng long ăn cỏ có kích thước trung bình này được phát hiện ở châu Phi, đủ để các nhà cổ sinh vật học kết luận rằng Dasylotosaurus đã trưởng thành tương đối nhanh trong hơn 10 năm. Bộ xương của loài khủng long này bị nhiễm virus. Tương tự như bệnh Paget, bộ não của Dasylotosaurus đã có những thay đổi lớn về cấu trúc giữa lúc nhỏ và khi trưởng thành, mặc dù các trung tâm tính giác của nó phát triển tốt từ rất sớm. Mặc dù Dasylotosaurus là một loài ăn cỏ, không thể phân biệt được với Ornithopod khác trong cùng thời gian và địa điểm của nó. Số 13. Echinodon. Echinodon là một chi khủng long Heterodontosaurus sống vào kỷ phấn trắng sớm nhất ở miền Nam nước Anh và có thể là cả miền Tây nước Pháp trong kỷ nguyên Berriasian. Mẫu vật đầu tiên là xương hàm được Richard Owen đặt tên là Echinodon Becklesi vào năm 1861, và kể từ mô tả ban đầu của chúng, chỉ có những chiếc răng bổ sung được phát hiện. Giống như các loại Ornithopod khác, Echinodon là một loài khủng long ăn thực vật đã được xác định, vì vậy có thể phần răng của chúng hơi bí ẩn. Nhưng có lẽ bạn có thể nhận ra con khủng long này liên quan tới Heterodontosaurus và cũng có thể là cả Fabrosaurus. Số 14. Erasiosaurus. Erasiosaurus có nghĩa là thằng lằn Eras, là một chi khủng long Iguanodontian cơ bản, được biết đến từ các bộ xương bị cô lập được tìm thấy trong đá kỷ phấn trắng sớm ở Niger. Những xương này ban đầu được cho là thuộc về một loài thuộc chi Vandosaurus thuộc họ Bryosauridae, nhưng sau đó đã được phân loại lại. Việc xác định Erasiosaurus là một loài riêng đã làm khuấy đục dòng nước ở đó, mặc dù không có sự tranh chấp về mối quan hệ giữa hai loài khủng long hai chân ăn thực vật này. Con non mới biết đi có kích thước tương đương khủng long chân chim. Số 15. Fabrosaurus. Fabrosaurus được đặt tên từ nhà địa chất học người Pháp Jean Fary. Nó đã chiếm một vị trí tối tăm trong biên niên lịch sử khủng long. Loài khủng long có kích thước nhỏ, di chuyển bằng hai chân này được chuẩn đoán dựa trên một hộp sọ không đầy đủ, và nhiều nhà cổ sinh vật học tin rằng nó thực sự là một mẫu vật của loài khủng long ăn cỏ khác đến từ châu Phi ở kỷ Jura, là Lesothosaurus. Fabrosaurus cũng có thể được cho là một tổ tiên muộn của Ornithopod của Đông Á như Cialosaurus. Bất kỳ nhận định nào khác về tình trạng của nó sẽ phải chờ đợi những khám phá hóa thạch mới trong tương lai. Số 16. Fukuisaurus. Fukuisaurus có nghĩa là thằng lằn Fukui may mắn, là một chi khủng long chân chim ăn cỏ sống vào thời kỳ kỷ phấn trắng sớm ở khu vực ngày nay là Nhật Bản. Loài điển hình Fukuisaurus tetoriensis được đặt tên và mô tả vào năm 2003. Fukuisaurus là một loài Ornithopod có kích thước vừa phải, mà có lẽ là giống với Iguanodon nổi tiếng hơn từ châu Âu và Bắc Mỹ. Vì chúng sống gần cùng một thời điểm, giai đoạn đầu đến giữa kỷ phấn trắng, nhưng chưa có bằng chứng trực tiếp khẳng định cho điều này bởi vì Ornithopod rất hiếm khi xuất hiện ở Nhật Bản, khó thiết lập được nguồn gốc tiến hóa chính xác của loài Fukuisaurus này. Số 17. Gasparinisaura. Gasparinisaura có nghĩa là thằng lằn Gasparini, là một chi khủng long ăn cỏ sống từ kỷ phấn trắng muộn. Hóa thạch đầu tiên của Gasparinisaura được tìm thấy vào năm 1992 ở tỉnh Rio Negro của Argentina. Loài điển hình Gasparinisaura cincosantensis được đặt tên và mô tả vào năm 1996 bởi Rodolfo Correa và Leonardo Salgado. Cái tên chung vinh danh nhà cổ sinh vật học người Argentina Zulma Brandoni de Gasparini, tên cụ thể đề cập đến cincosantos. Về kích thước và trọng lượng của loài khủng long này tương đương với một em học sinh lớp 2. Dựa trên sự khám phá của nhiều hóa thạch còn sót lại trong cùng một khu vực, loài khủng long ăn thực vật nhỏ này có thể sống theo đàn để giúp bảo vệ nó khỏi những kẻ săn mồi lớn hơn trong hệ sinh thái của nó, cũng như khả năng chạy trốn rất nhanh khi bị đe dọa. Số 18. Gideon Mantellia. Khi tên Gideon Mantellia được đặt vào năm 2006, nhà thiên văn học thế kỷ 19 Gideon Mantell trở thành một trong số ít người không chỉ một, cũng chẳng phải hai mà là ba con khủng long được đặt theo tên của ông. Những con khác là Mantellosaurus và Mantellodon. Điều ngạc nhiên là Gideon Mantellia và Mantellosaurus sống trong cùng một thời điểm và chúng được phân loại là Ornithopod có liên quan chặt chẽ đến Iguanodon. Tại sao Gideon Mantell xứng đáng được nhận vinh dự này?
vì trong cuộc đời của chính mình, ông bị lu mờ bởi các nhà cổ sinh vật học nổi tiếng và tự cho mình làm trung tâm như Richard Owen và các nhà nghiên cứu hiện đại cảm thấy ông ấy bị bỏ qua một cách bất công trong lịch sử. Số 19. Heterodontosaurus. Heterodontosaurus là một chi khủng long Ornithopod bé xíu, gắn liền với biệt danh của nó là thằng lằn có răng khác nhau nhờ có 3 loại răng khác biệt: răng cửa hàm trên, răng gần đục và hai cặp ngà nhô ra từ mô trên và dưới. Các răng cửa và răng hàm trên của Heterodontosaurus được một số chuyên gia cho rằng những thứ này chỉ được tìm thấy ở con đực, do đó nó là một đặc tính được sử dụng để lựa chọn bạn tình. Tuy nhiên cũng có cá thể con đực và con cái đều có ngà và chúng sử dụng để đe dọa con mồi. Phát hiện gần đây về một con Heterodontosaurus vị thành niên mang đầy đủ các răng nanh đã làm sáng tỏ thêm về vấn đề này. Bây giờ người ta tin rằng loài khủng long nhỏ bé này có thể đã ăn tạp, thay thế chế độ ăn cỏ chủ yếu của nó với một vài động vật có vú nhỏ hoặc thằn lằn. Số 20. Hippobraco. Hippobraco là một trong những loài khủng long Ornithopod gần đây được khai quật ở Utah. Loài còn lại là Echidna colossus. Hippobraco có nghĩa là con rồng ngựa, được đặt ở cạnh nhỏ đối diện với họ hàng của chúng là Iguanodon, chỉ dài khoảng 4,57m và nặng khoảng nửa tấn. Đó có thể là một đầu mối còn sót lại duy nhất để khẳng định là của một loài ở giai đoạn vị thành niên chứ không phải giai đoạn trưởng thành. Có niên đại vào khoảng thời kỳ kỷ phấn trắng khoảng 125 triệu năm trước. Hippobraco dường như là một Iguanodontia cơ bản, có quan hệ họ hàng gần nhất với Theophytalia sau này và điều này vẫn còn nhiều mơ hồ. Số 21. Hadleysaurus. Trong thế kỷ 19, một số lượng lớn các Ornithopod được phân loại là loài Iguanodon và sau đó nhanh chóng được giao cho các rìa cổ sinh vật học. Vào năm 2012, Gregory Scopo đã cứu một trong những loài bị lãng quên này, Iguanodon holingtoniensis, và nâng nó lên chi mới dưới tên Hadleysaurus, tôn vinh Thomas Henry Hadley, một trong những người đầu tiên bảo vệ thuyết tiến hóa của Charles Darwin. Một vài năm trước đó, vào năm 2010, một nhà khoa học khác đã đồng tên Iguanodon holingtoniensis với Hypsilospinus. Bạn có thể tưởng tượng số phận cuối cùng của Hadleysaurus vẫn chỉ là cái tên không có trọng lượng. Số 22. Hypsilospinus. Hypsilospinus chỉ là một trong nhiều loài khủng long bắt đầu cuộc sống phân loại của nó như là một loài Iguanodon kể từ khi Iguanodon được phát hiện sớm trong lịch sử cổ sinh vật học hiện đại. Nó đã trở thành một chi rác mà nhiều loài khủng long khác được xếp vào, được phân loại là phù hợp với Iguanodon vào năm 1889 bởi Richard Lydekker. Loài Ornithopod này đã lụi tàn trong hơn 100 năm, cho đến khi kiểm tra lại phần còn lại của nó vào năm 2010 đã thúc đẩy việc tạo ra một chi mới. Nếu không thì rất giống với Iguanodon, Hypsilospinus ở trong giai đoạn đầu của kỷ phấn trắng được phân biệt bởi các gai sống gắn dọc theo lưng của nó, được che phủ bởi lớp da linh hoạt. Số 23. Iguanacolossus. Iguanacolossus là một trong những loài khủng long Ornithopod được tưởng tượng nhiều ở thời kỳ đầu của kỷ phấn trắng. Iguanacolossus gần đây được phát hiện ở Utah có kích thước lớn hơn so với Hippobraco. Như bạn có thể thấy, Iguana trong tên của loài khủng long này giúp nó nổi tiếng hơn. Điều ấn tượng nhất vì Iguanacolossus có kích thước lớn của nó, dài khoảng 9,14m và nặng khoảng 2-3 tấn. Loài khủng long này sẽ là một trong những loài khủng long ăn thực vật không nhiều của hệ sinh thái Bắc Mỹ. Số 24. Iguanodon. Iguanodon có nghĩa là răng kỳ nhông, là một chi khủng long Ornithopoda. Nó là loài khủng long ăn cỏ lớn sống ở kỷ Breta, khoảng từ 155,7 cho đến 93,5 triệu năm trước. Hóa thạch của Iguanodon được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Âu cho tới châu Mỹ. Hai chân trước của nó có một móng vuốt sắc nhọn để tự vệ. Hàm răng của nó rất khỏe và dễ dàng giúp nó ăn thực vật. Iguanodon là chi khủng long có hóa thạch được phát hiện sớm nhất trong lịch sử, đồng thời là chi khủng long thứ hai được đặt tên chính thức dựa trên mẫu vật hóa thạch, chỉ sau Megalosaurus. Iguanodon có một thân hình khá cồng kềnh, nó có thể di chuyển từ hai chân cho đến bốn chân. Loài duy nhất có hóa thạch được bảo quản tốt nhất là Iguanodon bernisatensis, ước tính trung bình nặng khoảng 3-4 tấn, cao từ 4-5m và dài khoảng 10m. Một số mẫu vật có thể dài tới 13m. Sinh vật này có sọ lớn, cao nhưng hẹp, với những chiếc răng có thể phủ keratin và răng như những loài kỳ nhông lớn hơn và đóng chặt hơn. Số 25. Zeholosaurus. Có điều gì đó về loài bò sát thời tiền sử được đặt tên theo khu vực Zhejiang của miền Bắc Trung Quốc, thường gây nên nhiều tranh cãi. Zeholosaurus là một chi pterosaur đã được sắp xếp lại bởi một nhà khoa học, có răng nanh và có thể hút máu những con khủng long lớn hơn
rất ít người trong giới khoa học công nhận giả thuyết này. Zeholosaurus là một con khủng long Ornithopod có kích thước nhỏ, cũng sở hữu một số răng kỳ lạ, răng sắc nhọn giống như răng phía trước của động vật ăn thịt và răng phía sau lại giống như răng của các loài động vật ăn cỏ. Trên thực tế, một số nhà cổ sinh vật học đã phỏng đoán rằng loài này là họ hàng gần của Hypsilophodon, có thể đã theo đuổi chế độ ăn uống khá phức tạp, một sự thích nghi đáng ngạc nhiên vì đại đa số loài Ornithischian là loài khủng long ăn cỏ nghiêm ngặt. Số 26. Jayawati. Các loài khủng long mỏ vịt là những loài ăn cỏ phong phú vào cuối kỷ phân trắng, là một phần của loài khủng long lớn hơn được gọi là Ornithopod, và vách ngăn giữa các loài Ornithopod tiên tiến nhất và những con khủng long xuất hiện sớm nhất. Các nhà cổ sinh vật học cho rằng Jayawati là một con khủng long Iguanodontia và do đó nó có liên quan chặt chẽ với Iguanodon. Tuy nhiên, khi phân loại Jayawati là một loài động vật ăn thực vật có kích thước trung bình, phần lớn được phân biệt bởi bộ răng của nó, rất phù hợp để nghiền đát những thức ăn khó nhai ở thời kỳ kỷ phân trắng và những nếp nhăn kỳ lạ xung quanh khóe mắt của chúng. Như vậy, hóa thạch từng phần của loài khủng long này được khai quật vào năm 1996 ở New Mexico. Nhưng mãi đến năm 2010, các nhà cổ sinh vật học cuối cùng mới chuẩn đoán chính xác loài khủng long này. Số 27. Koreanosaurus. Người ta thường không gắn Hàn Quốc với những phát hiện khủng long lớn, vì vậy bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng Koreanosaurus được lắp ghép bởi hơn 3 mẫu hóa thạch riêng biệt nhưng chưa hoàn chỉnh và được phát hiện trong tập đoàn Seonso của nước này vào năm 2003. Cho đến đây, nhiều thông tin về Koreanosaurus được công bố, mà dường như nó là một Ornithopod có kích thước nhỏ sống vào thời kỳ cuối kỳ phân trắng, có liên quan chặt chẽ với Chiholosaurus và có lẽ là một con khủng long thuộc loài khủng long nổi tiếng Oryctoromyus. Số 28. Cucufendia. Đến đây thì mình nghĩ chúng ta có thể viết cả một cuốn sách về tất cả các loài khủng long đã bị từng nhầm lẫn là Iguanodon, hay đúng hơn là bị gắn với chi này bởi các nhà cổ sinh vật học khó hiểu của thế kỷ 19, chẳng hạn như Gideon Mantell. Trong hơn 100 năm, Cucufendia được phân loại là một loài Iguanodon dựa trên bằng chứng của một hàm hóa thạch duy nhất được đặt tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London. Điều đó đã bị thay đổi vào năm 2010 khi một sinh viên kiểm tra hàm nhận thấy một số yếu tố đặc trưng được giải phẫu tinh tế và thuyết phục giới khoa học xây dựng một chi khủng long chân chim mới, Cucufendia. Số 29. Cullindarumius. Mặc dù một số thông tin có thể bạn đã đọc trên các phương tiện truyền thông phổ biến, Cullindarumius không phải là một loài khủng long Ornithopod được xác định đầu tiên là có lông. Danh hiệu đó thuộc về Tian Yulong, được phát hiện ở Trung Quốc cách đây vài năm. Nhưng trong khi các dấu hiệu giống như lông vũ hóa của Tian Yulong được nghiên cứu ra thì không có nghi ngờ về sự tồn tại của lông Cullindarumius trong giai đoạn cuối kỳ Jura. Sự tồn tại đó đã chứng minh rằng lông đã phát triển phổ biến và rộng rãi hơn trong thế giới khủng long. Phần lớn các loài khủng long lông vũ là Theropods. Từ đó, các loài chim được cho là đã phát triển hơn. Việc khám phá ra Cullindarumius đã gợi ra một số câu hỏi. Điều này đã gây nên sự chấn động trong nhiều năm tới. Sự tồn tại của Ornithopod có lông này có ý nghĩa gì đối với cuộc tranh luận về máu của loài khủng long là máu lạnh? Một vai trò của lông được coi là vật liệu cách nhiệt, và một loài bò sát không cần vật liệu cách nhiệt trừ khi nó cần phải di chuyển nhiệt độ cơ thể của nó, nâng cao khả năng trao đổi chất. Tất cả những con khủng long có lông ở một giai đoạn nào đó trong chu kỳ sống của chúng, ví dụ như những con chưa trưởng thành, có khả năng là chim phát triển không phải từ khủng long Theropod, mà từ những loài khủng long ăn cỏ có lông như Cullindarumius và Tian Yulong. Số 30. Lanzosaurus. Khi được phát hiện ở Trung Quốc vào năm 2005, Lanzosaurus gây ra một sự chấn động vì hai lý do. Đầu tiên, loài khủng long này có chiều dài đo được là 9,14m, khiến nó trở thành một trong những loài Ornithopod lớn nhất trước sự trỗi dậy của những con khủng long trong giai đoạn cuối kỳ phân trắng. Và thứ hai là có ít nhất một số răng của loài khủng long này có kích thước không nhỏ, với những cái chỏm dài 14cm. Lanzosaurus có thể là loài khủng long ăn cỏ dài nhất từng tồn tại. Lanzosaurus dường như có liên quan mật thiết với Ludosaurus, một loài khủng long chân chim khổng lồ khác ở miền Trung châu Phi. Đây là một gợi ý mạnh mẽ rằng loài khủng long đã di cư từ châu Phi đến châu Âu và ngược lại trong thời kỳ đầu của kỷ phân trắng. Vừa rồi chúng ta đã đến với hơn 30 loài khủng long chân chim ăn cỏ Ornithopod đầu tiên. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hơn 30 cái tên còn lại nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ anh em chúng mình.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Thank you.